những người đang khỏe mạnh, những người cảm thấy mình đạo đức, thánh thiện, những người cảm thấy mình công chính, những người cảm thấy mình đầy đủ, đang được tự do, đang được hạnh phúc, có lẽ không biết nhìn thánh giá và không cần tới thánh giá. Những người nhìn lên thánh giá là những người thực sự đang khóc, đang đau khổ, đang đau thương vì tội của mình, đau khổ vì muôn vàn cái sự đau thương trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc sống cá nhân, trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, trong hội thánh. Cho nên để có thể nhìn lên thánh giá, trước hết phải thực sự cảm nhận mình đang có bệnh, mình đang đau khổ, mình đang cần đến Chúa. Và Chúa Giêsu nói rõ với chúng ta, những người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc. Chỉ những con người, những người nào ốm đau, bệnh tật, những người ấy mới cần đến thầy thuốc. Để có thể nhìn lên thánh giá Chúa, để có thể mỗi một ngày chúng ta nhìn ngắm thánh giá Chúa là đối tượng duy nhất của lòng Chúa con, thì cái điều đầu tiên là phải cảm nhận được sự đau khổ của mình đã, cảm nhận được sự thấp hèn của mình, sự đau thương trong cuộc đời của mình. Chỉ có những ai biết khóc, biết đau khổ, cảm nhận thực sự đau khổ thì mới biết nhìn lên thánh giá Chúa. Còn nếu không, khi mình cảm thấy mình đầy đủ, mình an toàn, mình được hạnh phúc, mình công chính, mình đạo đức, thì không biết nhìn lên thánh giá. Và có nhìn lên thì cũng chẳng nói được cái gì với chúng ta cả. Chỉ có những người thực sự đau thương, đang khóc mới cần đến lòng thương xót của Chúa.